birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday to you. Hội nhóm mình nè, hội nhóm mình lại đứng đó, hội nhóm mình lại đứng chỗ này nè, hội lại đó chụp nha. Yeah.
Ở đây bạn này chăm chút dùng nhất là bia bọng rồi ha. Đây bia rất là đầy đủ. Dạ, yeah. Bia nhóc rồi. Nãy có trong chiếc đũa chị không? Không có. Giờ cầm quà tới về đi. Không biết nó chạy nè. Có đây có hay không vậy? Dân hương ơi, xin được hân hoan chào đón toàn thể vị quan khách đã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật lần thứ nhất của bé Trịnh My. Lời nói đầu tiên cho Minh Thư xin được thay mặt gia đình An Đăng và chị Hằng cũng như người anh em trong âm thanh ánh sáng TV và dịch vụ nấu ăn Nguyễn Thông gửi đến toàn thể quý vị quan khách lên mến chúc sức khỏe, lời chào đón nồng nhiệt và trân trọng. Được tiếp cho bé Trịnh My ăn ngoan trưởng lớn, sau này sẽ trở thành nhân tài có ích cho đất nước, và cũng xin được chúc cho gia đình của anh Đinh và chị Hằng làm ăn phát tài phát đạt, vạn sự như ý. Thay mặt